Các bạn ơi, ấy chúng ta hãy tranh thủ để chúng ta làm cho gia đình nhà mình hoặc cho bạn bè anh em nhà mình những cái cốc nước sinh tố xoài chanh leo rất là thơm ngon nhé, và rất là dễ làm. Và nhất chú bác và tất cả các anh các chị cùng tất cả các bạn nhé. Đầu tiên cho em gửi tới quý cô dì chú bác và các anh các chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất nhé. Hôm nay em lại đang muốn vào chia sẻ với quý cô dì chú bác và các anh các chị ra một cách làm cho một cốc sinh tố xoài chanh leo nhé. Đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, và chanh leo ấy thì xoài thì hôm nay chúng ta sẽ chọn những cái quả xoài mà chín mọng như này nhé. Ấy thì hôm nay một cái quả xoài này là nó vào 400 g, thì hôm nay cho một cốc xây sinh tố chanh leo, xoài chanh leo thì em sử dụng là 200 g xoài nhé. Bên đây em sẽ còn một nửa quả, đây giờ sẽ cắt ra để lấy cái thịt xoài nha các bạn. Chúng ta lấy xoài bỏ trong cối, ta chỉ cần lấy cái thìa như này thôi, ta nạo xung quanh các bạn ạ. Thì cho mỗi một cốc xoài để chúng ta kinh doanh thì nó vào 120 hoặc là 200 g xoài. Hôm nay thì mình sử dụng 200 g xoài để cho cái cốc xay sinh tố của mình nó được thơm ngon hơn nhé. Đây các bạn ạ, khi mình bỏ ra vậy rất là thơm rồi, xoài thì nó cũng vừa chín tới nhé. Mình sẽ nạo một chút nữa để lấy hết cái phần thịt ở trong cái vỏ ra nhé. Còn cái một chút ở xoài trên, còn đây thì mình cũng sẽ cắt hết nhé. Thì một cái cốc sinh tố xoài chanh leo thì cũng rất là dễ làm các bạn ạ, mà cũng rất là nhanh nhé. Mình đã cho vào trong cối rồi thì giờ mình chỉ bổ đôi quả chanh leo ra nhé, để mình ép để lấy nước, nước cốt của chanh leo nha các bạn. Hôm nay mình làm ít như này thì các bạn sẽ vét cái chanh leo vào trong cái dây này nhé, xong bắt đầu để chúng ta ép nhé, vậy rất là thơm nhé. Và nhất là hôm nay chúng ta sẽ làm cho một cốc sinh tố xoài chanh leo thì còn hai cái vị hoa quả nó quyện vào thì cần hấp dẫn hơn nhiều nữa các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ ép từ từ như này nhé. Khi chúng ta ép bằng cái dây lọc như này thì là cái chanh leo của chúng ta nó cũng sẽ không được chiết xuất ra được hết nước nha các bạn. Đấy, thì cái chanh leo này hôm nay là mình chỉ lấy là 10 ml hoặc là 15 ml nhé, tùy vào cái độ chua ngọt mà khách yêu cầu nha các bạn. Đấy, vậy là mình một quả rưỡi chanh leo là mình được 20 ml nước cốt chanh leo nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cối luôn nha các bạn ạ. Khi mình đã cho xoài và nước cốt chanh leo vào trong cối rồi thì bây giờ mình sử dụng 40 ml sữa tươi không đường nha các bạn, và 20 ml sữa đặc nhé, 20 hoặc 30 ml sữa đặc cũng được các bạn ạ. Thì ở đây mình sử dụng sữa đặc là của Ngôi Sao Phương Nam nhé. Đây hôm nay mình lấy 30 ml nhé, mình sẽ cho vào trong cối nha. Đây mình sử dụng thêm 20 ml sữa on top, sữa béo hoặc các bạn gọi là sữa rích lồn nhé, sẽ đổ vào trong cối các bạn ạ. Ngoài ra thì khi tất cả nguyên liệu của mình đã cho vào trong cối rồi thì cũng không thể nào mà thiếu được một chút muối trắng nhé. Đấy, khi chúng ta sử dụng thêm một chút muối trắng vào trong cái những cái ly sinh tố của chúng ta thì chúng ta sử dụng thì nó rất là ngon nhé. Đấy, nó sẽ cho chúng ta được cái vị thanh, ngọt thanh hơn nhé. Bây giờ nguyên liệu chính thì mình đã cho vào trong cối rồi, bây giờ mình sử dụng thêm đá nữa nhé các bạn. Đây đã lạnh đây các bạn ạ. Thì hôm nay mình sử dụng vào cho cái cốc là 450 ml như thế này. Thì mình dùng vào cái cốc là đá bi nhỏ như này nhé, là gần miệng cốc nha các bạn. Mà nếu ví dụ như các bạn mà muốn thêm ngọt một chút nữa thì các bạn có thể là cho thêm 20 ml nước cốt đường nhé. Thì mình cho 20 ml nước cốt đường nhé. Tất cả nguyên liệu mình đã cho vào trong cối thì giờ mình chỉ cần bật đậy nắp và bật máy nữa nhé. Thì hôm nay cái máy này mình xin chia sẻ với các bạn một chút nữa, là máy này là mình đang sử dụng cái máy xay của Promix nhé. Mình sẽ bật máy nha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bật máy là bằng cái nút Pulse nhé, để mình phá ma đá ra trước nhé.
Các bạn ạ, thì khi mình đã xay, bật máy xay thì các bạn sẽ xay trong vòng 35 giây nha các bạn. Đấy, thì chúng ta đã được một cốc sinh tố xoài chanh leo rất là thơm ngon nha các bạn. Khi mình mở cái cối xay ra như này các bạn ạ, rất là thơm và rất là hấp dẫn. Thì mình xin mời các bạn nhé. Giờ mình sẽ đổ ra cái cốc của mình nhé. Rất là dẻo đúng không ạ? Đấy. Các bạn ạ, khi các bạn đã đổ ra cốc như thế này rồi thì giờ các bạn sẽ trang trí thêm một chút nữa nhé. Một là hôm nay mình sử dụng cái cành hoa lai này mình trang trí vào để mình lấy cái mùi hương thơm của hoa nhài, và một cái cành màu hoa trắng nhìn rất là xinh tươi nhé. Nếu ví dụ như các bạn mà muốn trang trí thêm một chút nữa là các bạn có thể là sử dụng một miếng xoài nhỏ nhé. Các bạn cắt lát ra và sẽ trang trí thêm một chút như thế này nhé. Ấy, bây giờ mình sẽ cắm ống hút và cắm thêm một cái thìa nữa nha. Chút chanh leo tươi lên nữa nhé. Đấy. Để cho cái cốc của chúng ta nó có vị chanh, vị xoài nó sẽ là đậm đà hơn nhé. Đấy. Các bạn ơi, ấy chúng ta hãy tranh thủ để chúng ta làm cho gia đình nhà mình hoặc cho bạn bè anh em nhà mình những cái cốc nước sinh tố xoài chanh leo rất là thơm ngon nhé, và rất là dễ làm, mà nhất là ví dụ như cái những cái cốc này chúng ta làm để kinh doanh thì cũng rất là tốt nha các bạn. Cảm ơn quý cô dì chú bác và tất cả các anh các chị đã luôn luôn theo dõi cái cách làm của mình nhé. Ấy thì một lần nữa là rất mong quý cô dì chú bác và các anh các chị hãy cho em xin một lượt like, một lượt share và một lượt chia sẻ nhé. Em chân thành cảm ơn.